Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa xét xử sơ thẩm tuyên án 16 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ tại Lai Châu. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lai Châu, vào tháng 1 năm 2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định số 09 thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác trồng rừng trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn thanh tra đã phát hiện hóa đơn mua cây giống tại Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn có sự chênh lệch lớn so với hóa đơn mua vào của các đơn vị cung ứng. Để che giấu các vi phạm này, trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ của các huyện trên đã liên hệ, bàn bạc và thống nhất góp 560 triệu đồng đưa cho đoàn thanh tra. Các bị can cử người đại diện đưa cho Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì 300 triệu đồng tại nhà riêng và đưa cho Đỗ Lương Bằng, thư ký đoàn thanh tra 260 triệu đồng. Bằng và Dung thống nhất việc chia tiền cho các thành viên trong đoàn mỗi người 25 triệu đồng. Còn lại, Dung và Bằng mỗi người 80 triệu đồng. Tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu tuyên án 7 bị cáo về tội nhận hối lộ, 9 bị cáo bị tuyên về tội đưa hối lộ. Ngoài ra, các bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền và cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề.